Ở chỗ đây nè, mình thấy có cái chỗ này để nuôi con rùa đó cũng hợp lý lắm á mọi người. Đây là cái hồ cá hồi xưa của mình nha. Còn bây giờ á, mình không có còn nuôi nữa. Do hồi đó mình xây nó thấp quá, rồi trời mưa rồi cái nước nó sẽ chảy ra ngoài. Còn bây giờ không còn nuôi cái gì nữa thì bây giờ mình sẽ dọn lại cái hồ cá này. Mình sẽ nuôi cái con rùa mà hôm qua nó vào nhà của mình. Còn cái con cua đợt đó đó mọi người, nó mình đem về nuôi. Nuôi xong cái bây giờ cái một trận mưa, nước nó ra, nó nước nó cao lên như thế này nè. Rồi cái nó bò ra hồi nào không hay nữa. Mình có tìm vòng vòng hết trơn luôn nhưng mà không thấy nó đâu. Chắc con cua này nó bò xuống cái đường mương mà hôm bữa con rùa nó bò lên đó mọi người, ở phía bên đây nè. Bây giờ mình sẽ dọn dẹp lại cái chỗ này mới được. Cái hồ này lâu ngày rồi, bởi vậy nó bị mục, với lại mấy cái gạch này nó cũng hơi bị mục hết trơn rồi mọi người. Mới dọn lại chút xíu thì nhìn nó thấy nó cũng đẹp đẹp lại rồi đó. Bây giờ tạm thời là như vậy đi, rồi mình sẽ lấy nước mình chế vô xong rồi mình sẽ thêm đá hay là đất gì đó cho con rùa này nó có thể bò lên bò xuống. Cái nước này nó hơi bị đục quá mọi người ơi. Chắc không sao đâu ha, để hồi nữa nó lắng xuống. Mà nhìn vậy hơi xấu quá. Chắc mình sẽ bỏ cái thùng nước này qua, rồi rửa sạch đi. Rồi hồi nữa cái mình xách thêm một cái thùng nước kia lên nữa. Bạn để cho nó xuống, nhìn cho nó đẹp một chút. Chế cái thùng nước đầu tiên vô cái nó bị đen quá mọi người. Giờ anh múc ra hết. Rồi mình sẽ chế nước khác vô. Chứ cái nước nó còn đen hơn ở dưới cái đường nước ở dưới này nữa. Cái hồ của mình nó căn bản nó đã xong rồi đó mọi người. Cái tiếng chó của nhà bên này sủa quá, mọi người thông cảm nha. Cái nước thì nó cũng đã ổn rồi, nó trong hơn hồi nãy rất là nhiều rồi. Mình có một cái bịch đá này nè, mình sẽ để phía bên đây. Mình sẽ để cái bịch đá này ở phía bên đây. Mấy cái nhánh cây này mốt mình sẽ tận dụng làm được chỗ che mát cho con rùa này luôn. Mấy cái sỏi đá này là mình lụm ở dưới cái đường của người ta mới làm á. Rồi nó dư đá là rất là nhiều luôn. Nên mình đem về mình có tận dụng gì thì mình tận dụng. Đó, trải bằng ra. Như thế này nó có cái bãi để lên rồi. Cho nó hết bịch luôn đi. Cái nước này theo mình nghĩ chắc hồi mình sẽ chiêm vô thêm một chút xíu nữa. Chứ cái nước này hình như mình thấy nó còn chưa có được nhiều gì mấy. Cho nó chưa có nó có thể bơi được trong này á mọi người. Còn cái hồ này của mình thì giờ thấy nó ổn ổn lại rồi đó. Nhìn cũng khá là đẹp rồi đó. Theo mọi người có cần để đất vô không ta? Để đất vô thì nó rất là đục nước luôn. Còn cái mặt hồ này chắc mình phải lấy gạch mình lót lên thêm một chút xíu nữa. Chứ không thôi này con rùa nó sẽ bò ra được. Bây giờ đem bé rùa ra thử coi nó như thế nào.
cái hồ nuôi rùa của mình đã hoàn thành, nhưng mà thấy nó cũng còn sơ sài. Bây giờ cho nó ở đây trước đi, rồi từ từ mình sẽ sắp xếp, mình làm cho nó một cái trang trí vô thêm á mọi người, cho nó đẹp thêm một chút xíu. Có cái bãi để cho nó lên xuống, rồi có nước rồi này nọ cho nó bơi dưới này. Hồi nữa mình sẽ thêm nước vô chút xíu. Bây giờ mình sẽ bắt cái con rùa đấy ra để mình thả thử coi nó như thế nào. Cái gạch này mình mới tấn xong thì chắc mình nghĩ nó không có bò ra được đâu. Bây giờ mình sẽ thả thử coi rồi từ từ mình sẽ tính tiếp nha. Đây là con bé rùa đây, chuẩn bị mình sẽ thả nó vô. Ý, có cái chỗ mới rồi. Về đây sống với tao luôn đi nha. Hôm qua ai biểu bò vô nhà làm chi. Để nó lên cái đống đất này đi mọi người. Cái đống đá này đi mọi người. Đó, cũng khá chi là đẹp nha mọi người. Theo mình nghĩ thì con bé rùa này chắc nó không có bò ra được đâu. Cái này nó còn cao gấp 2 lần ấy mà. Còn ở dưới này thì mình không nói rồi, dưới này thì nó nước, nó sẽ bằng tới mí này thôi. Còn ở đây nè, chắc nó bò ra không được đâu. Vậy là có thể là nó sẽ sống ở trong này được rồi đó. Mình sẽ thêm nước vào cho nó thêm chút xíu nữa mới được, để cho nó ngập cái mặt ở đây chút xíu, nó có thể bơi lội đồ này nọ dễ hơn. Còn cái nền đất, còn cái nền đá này thì nó có thể lên xuống, nó phơi nắng đồ này nọ được rồi đó. Như vậy thấy cũng ổn lắm rồi. Hôm nay do trời chuyển mưa nữa rồi mọi người, nên mình không có đem con bé chim rau trảo ra đây được. Cái lồng này thì từ khi mà con bé chim rau trảo kia nó đã đi á, thì mình không có đem con bé chim rau trảo còn lại ra đây nữa. Ngày nào trời ổng cũng chuyển mưa hết trơn, đem ra chút xíu là đem vô liền. Còn con bé rùa này thì bây giờ ở đây được rồi đó. Rồi bye bye mọi người nha, hẹn mọi người video tiếp theo nha. Rồi từ từ mình sẽ cập nhật cái bé rùa này cho mọi người xem tiếp.